qua thẻ mà cô. Hello tất cả mọi người nhá, thì hôm nay thì mình có vào một khu gọi là họ nuôi rất là nhiều gà, chó bán và phong lan đây. Ok, sau đây thì mình sẽ vào cho các bạn xem. Ở đây cái này có mấy con sáo. Đây sáo. Đây ông gà rừng. Nóng quá chó nó ngủ thở. Trong này họ cũng có lan nhé. Đây mua hai giỏ đấy à? Đang xem hoa đó. Đây, đây rất nhiều chim, cả chim cả gà, cả cò nữa. Đây, đây là những lan treo đây. Hết rồi, đến đây thì hết rồi, dưới này họ có những cây cảnh linh tinh khác này. Hết rồi, đây gà giò lan thì họ treo trên này. Không mua giò nào đấy. Mua chưa? Đấy rồi nào. Chó con chó là chó gì? Chó nhỏ đấy. Chó phúc hiêu. Con này bao giờ mua? Bao giờ con? Nhỏ thế nhìn trông nó nhỏ. Ở đây còn con có bắp không? Ở đây còn chó bắp không? Chó bắp cơ. Con bắp đấy. Bắp. Vâng, con bắp. Mèo. Mèo. Ui dồi. Sao mà nhiều họ có chim đẻ mới ấp à? Còn bún Pháp. Hãy subscribe.
hay tốt con. Đây là mấy con gà rừng treo trên này. Treo gà rừng.